gừng cà chua mọi người. Cái này chắc hư hay sao? Hư rồi. Chắc mình đụng là nó rớt mọi người. Cái này là còn sống, chắc không sao mọi người. Sao mình đụng là nó rụng hết mọi người. Ê tròn á. Mấy trái này to nè, mấy trái này nhỏ. Mình mua cái này thì mình khỏi mua cái nem mọi người, cái chả. Vậy cái mình để xả nè, mình thử. Cái này là nóng. Để mình thử như vậy luôn nè. Chỉ như có nó sẵn rồi nè. Mình thử cho nó nhảy mọi người. Cái mình để nước vô. Giờ nó sôi nè mọi người. Mình tắt rồi đó. Nhưng mà cái này là nó tự sôi. Giờ thì mình nêm đường phèn. Nêm cái này nè. Cái này nữa mình thử mọi người. Là nó ra chất bún. Nước nó trong lắm mọi người. Mình cho mọi người xem.
mình nấu đó mọi người. Giờ cái mình thấy cho mọi người xem. Sáng mình mua được cây chả mini. Cái này cũng giống như mở nổi á mọi người. Hôm qua mình ăn thất bại nên mình phải tự nấu. Mời mọi người ăn với mình nha. Mình đang chọn khoanh. Sao tái không? Là rang, mình sắc. Hôm qua kiểu như mình ăn bún riêu nha mọi người, chứ không phải là bún bò. Mời mọi người ăn với mình nha. Này bao nhiêu á cưng? 10.000 đó. À. Màu cam 10.000 luôn. Còn bịch da heo. Bịch da heo bao nhiêu á? Da heo 17.000. Này là cơm cháy trà bông đó mọi người. Này là chắc bánh tráng hầm cẩm luôn. À cái đó trộn me đó. Cái này mình không thích đâu. Mình đem bỏ vô bị đi, hồi nữa chị tính tiền sau. À cảm ơn. Ba gói 30. Rồi, tính tiền cho em. Tính tiền cho em rồi, Phan để cho trả chị tính trăm. Dạ. Mình mua cái này, mình thu cho mọi người xem cái mình để vô hộp á.
tại ngoài trời mưa mình thích tiếng mưa, mưa mình quay cho mọi người nghe cũng giống như thư giãn luôn. Cái này là combo trong tất cả này nè mọi người, nó có cái đó, nó có này, cái này 2k đó mọi người, nó có hai bịch bơ luôn, vô mánh rồi. Mình thích review á, kiểu nếu mọi người thích đó mình vui lắm. Mình dở này cho mọi người xem. Cái trong miếng đó nó to. Ngày nhỏ ba mình hay mua này nè mọi người. Đi công tác là ba mua cho mình ăn. Nhưng mà nó là bánh tráng mè chứ nó chưa có này. Này mình muốn này. Này nhiều loại lắm mọi người. Với bọc này nữa. Bọc này cũng ngon mọi người. Cái này chắc mình ăn cho mọi người xem thôi chứ lột nó ra nó dính mấy cái bánh kia á. Mà mọi người nha.